điện ảnh hướng tới giới trẻ không chỉ đơn giản là giải trí mà còn gửi gắm vào đó là sự trăn trở dành cho thời cuộc. Ai sẽ đến đây hôm nay? Hãy cùng đến với Studio H9 hẹn cuối tuần. Bộ phim phát trực tiếp live là bộ phim phản ánh thực trạng xã hội thực tế đương đại một cách rõ nét nhất. Nó có đầy đủ tất cả những thứ rất thời sự. Có nhiều người nói với em là thực ra mạng xã hội có nhiều mặt tốt á, mà tại sao mình lại nêu những mặt đó? Thì em nói, ừ thì đúng là mặt tốt nó đã giúp cho mọi người rồi, thì ai cũng thấy rồi, tôi không có chọn cái đó. Nhiệm vụ của em là bày ra, đúng không? Bày quan điểm của mình ra, còn người ta nghĩ như thế nào, đó chính là cái tấm gương phản chiếu xã hội. Đối với em, phim là mang lại cảm xúc cho người xem, cho người đối diện, hết. Và nếu bạn có khả năng mang lại cảm xúc cho người đối diện, bạn hãy làm đi. Theo dõi trailer thì chắc quý vị cũng nhận ra người quen của chúng ta phải không ạ? Ngày hôm nay thì anh ấy sẽ không đến đây với tư cách là một diễn viên mà là một đạo diễn. Thưa quý vị, xin mời quý vị cùng đến với đạo diễn Khương Ngọc. Xin chào quý vị khán giả. Và từ khóa dành cho Khương Ngọc đó chính là live, phát trực tiếp. Quý vị thân mến, đây là tên bộ phim do Khương Ngọc làm đạo diễn vừa trình chiếu ở Việt Nam. Và đây cũng là một trong những điều rất là khác biệt. Thông thường thì tôi sẽ mời đạo diễn hoặc diễn viên của những cái bộ phim đang chiếu đến trong cái quá trình đang trình chiếu bộ phim để quảng bá. Nhưng mà lần này thì tôi có mời sau một chút. Thứ nhất là bởi vì thật ra thì tôi không biết được cái lịch chiếu của bạn, cho nên là tôi không kịp mời bạn sớm. Nhưng mà cái lý do thứ hai là tại vì thật ra cái điều tôi muốn trò chuyện với bạn ngày hôm nay nó lại không mang mục đích quảng bá cho bộ phim, mà là được muốn được trò chuyện về quan điểm của bạn khi bạn làm nghề cũng như là vấn đề bạn tạo ra cho bộ phim này. Bởi vì đây là một trong những bộ phim mà tôi thích nhất trong năm nay. Xin mời quý vị quay trở lại với câu hỏi nhanh dành cho đạo diễn Khương Ngọc. Câu số 1, hãy tự miêu tả bộ phim live trong vòng 3 tính từ. Đặc biệt, thô, bạo. Câu số 2, nếu không làm nghệ thuật Khương Ngọc sẽ làm gì? Bán hàng đa cấp. Câu số 3, nếu không phải lo về chuyện tiền nong thì em nghĩ em sẽ làm gì cả ngày? Đi chơi, tắm biển, đọc sách, xem phim. Có nghĩa là enjoy cuộc sống, đúng không? Đúng. Hưởng thụ. Câu số 4, điều tự hào nhất về bản thân. Em khác biệt. Ok, và câu số 5, ước mơ trong tương lai gần. Tiếp tục làm một phim nữa mà mình diễn nhiều hơn trong cái bộ phim đó. Ok, quay trở lại thưa quý vị, lý do tại sao Tùng đã Tùng thích cái bộ phim này là bởi vì cái nhịp điệu của bộ phim, cái vấn đề của bộ phim, nội dung của bộ phim ngay từ đầu đã khiến Tùng rất là ngộp thở. Có những đoạn mà Tùng che mắt lại, không xem. Phim của Ngọc thì ngoài những cái lúc rất là đáng sợ ra thì có những lúc rất là vui. Chỗ bạo nhất thì là chỗ mà cái nhân vật lúc mà livestream ở đoạn cuối cái phần nấu ăn á, là bạo nhất, với anh là bạo nhất. Về chọn diễn viên cũng là một cái rất bạo, đề tài bạo. Nhưng mà ngày hôm nay thì muốn biết là nguyên cớ nào em đến với live? Live đến với em chứ không phải là em đến với live. Có nghĩa là không ai đạo diễn cái phim đó hết. Đúng. Người ta tìm tới em. Từ đầu là mọi người chỉ nghĩ là đây là một cái phim sẽ đòi hỏi diễn viên diễn giỏi. Và một cái phim chắc chắn là sẽ không có mời được những cái tên bán vé. Và sẽ là một cái phim sử dụng những cái bạn diễn viên trẻ và có thực lực hoặc không có thực lực, thì mọi người mới nghĩ là nếu mà một cần diễn viên diễn tốt thì nên gọi Khương Ngọc. Đó là câu chuyện bắt đầu. Và khi mà em nhúng một chân xuống nước rồi thì bắt đầu em sẽ làm cho dòng nước đó nó bắt đầu xoáy cuộn. Tại vì khi đó thì em ngâm mình xuống nước rồi em mới thấy là dòng nước này nó yên bình quá, và bắt đầu những cái thứ trong người em bắt đầu nó trỗi dậy. Cái life nó cũng giúp cho em, nó cũng chữa lành nhiều cho em. Tại vì bấy lâu nay thì em được làm những bộ phim phục vụ nhiều về cái nhu cầu giải trí, cái gì đó nó tới gần cái khán giả đại chúng, chứ đừng có đi xa quá, đừng có con người em quá. Thì bây giờ em lại bị làm một cái phim là em muốn làm gì làm. Cái đó nó lại càng khơi dậy cái bên trong của em nhiều hơn. Em có hỏi mọi người là em hỏi lại lần nữa là mọi người có chắc là mọi người muốn tôi làm gì không? Tôi kêu là anh cứ làm, anh muốn làm cái gì anh làm, anh làm cho đúng cái con người của anh cho tới hết cỡ đi, rồi khi nào mà nó bị cắt xén rồi thì lúc đó mình tính tiếp thì cũng chả sao.
Nhưng ít ra mình đã làm được cái mình muốn rồi, chứ không có hạn chế cái sự sáng tạo của mình ngay từ thời điểm ban đầu. Thì nếu mà vậy thì làm thôi. Có nhiều người nói với em là thực ra mạng xã hội có nhiều mặt tốt á, mà tại sao mình lại nêu những mặt đó? Thì em nói, ừ thì đúng là mặt tốt nó đã giúp cho mọi người rồi, thì ai cũng thấy rồi, tôi không có chọn cái đó. Thì tôi sẽ chọn cái mặt mà nó đang làm cho con người hình như đang bị lệ thuộc của nó quá nhiều. Và mình đang nói đúng như một cái câu thông điệp trong cái phim là mọi người sẽ nói chuyện với cái máy nhiều hơn. Giống như là em với anh thì bây giờ mình đang nói chuyện với nhau. Chứ còn mà những cái người ở trong đó thì mặc dù họ đối diện với nhau nữa thì họ cũng sẽ dùng cái máy để họ nói chuyện, chứ họ không có nhìn vào mắt nhau để ngồi nói chuyện một cách ấm áp như thế này. Anh rất là tâm đắc cái đề tài của em. Bởi vì ở đâu đó anh nhìn thấy được cái quan điểm sống của mình ở trong cách làm này. Đây là một bộ phim mà cân bằng được cái tôi cá nhân của Phương Ngọc và cái nhu cầu thị hiếu của khán giả. Cách chọn diễn viên của em cũng làm cho anh rất là bất ngờ. Nếu như mà chỉ dựa vào tài năng của Ngọc Phước thì anh nghĩ là cái phần mà anh thích đó, nó không thành công. Em đồng ý luôn. Ngân 989 là vũ khí bí mật của bộ phim, và anh thấy là cái phần này em đã xử lý cực kỳ tốt. Có nghĩa là cái phần bạo của em, cho lúc mà em làm tới cái chỗ đó anh thích vô cùng luôn. Không phải là bởi vì anh thích những cái thứ bạo tàn đó, nhưng mà anh thấy được rằng là phim, cái từ điện ảnh nó phải dám tới mức độ như vậy. Tại sao em thuyết phục được nhà sản xuất lựa chọn những cái lựa chọn đặc biệt như vậy? Ban đầu mọi người cũng nói với em là hay là diễn viên này, hay là diễn viên kia, diễn viên nọ. Mọi người muốn chọn gì chọn. Thì em đọc ra ba cái tên là ba cái người diễn viên chính của phim. Và mọi người mới sao không phải người đó ha. Và chỉ có thôi. Khi mà lên chung một cái tạm một cái xuồng đi thì mọi người hình như chắc cũng hiểu cái cách chèo giống như nhau rồi, cho nên em cũng không cần phải giải thích nhiều. Nhưng mà anh thắc mắc thì em cũng giải thích là bởi vì em cần những cái diễn viên, thứ nhất là giống như cái vũ khí bí mật của em, thì em muốn là một cái người thực sự họ là chính họ. Họ không cần phải diễn gì hết. Thực sự là em hơi sai một tí xíu là trong cái suy nghĩ của em là em muốn làm cho khán giả với lại người xem bất ngờ vì cái khả năng diễn xuất của bạn đó. Đó là một điều rất là sai của một người làm đạo diễn. Anh phải suy nghĩ về chuyện là anh phải làm tốt nhất cho vai diễn đó, chứ không được ích kỷ suy nghĩ là đó là mình phải cho mọi người thấy là cái bạn này có khả năng diễn tốt như thế nào. Không sao, thì ai cũng phải có sai mà. Còn Phước thì em cần có một diễn viên vừa xấu vừa đẹp. Khi mà trang điểm lên thì bạn đó đẹp. Đẹp theo một cái kiểu là của một con người thật sự khao khát cái đẹp. Một con người tham vọng và một con người được những cái bàn tay vô hình ở bên ngoài, những cái dư luận hay là những cái lời lẽ của những người xa lạ làm cho bạn trở thành đẹp. Bạn nghĩ vậy là đẹp. Mà cái đẹp đó nó rất giả tạo. Còn cái bạn thứ ba thì Quốc Khánh, em cần có một người có khả năng làm cho người khác cảm thấy vui. Và bằng cái lời lẽ của bạn đó, nhưng em sẽ bắt bạn đó im lặng. Em sẽ thay đổi bạn đó. Riêng hai diễn viên chính nhất thì phải thay đổi, tức là phải cho người ta không nhìn nhận ra Ngọc Phước và không nhìn nhận ra Quốc Khánh. Thì em bắt bằng đó em phải im lặng, em phải làm cho người ta nhìn thấy em khó ưa từ cái nhìn đầu tiên. Tất cả những cái điều đó, những cái người cùng hội cùng xuồng của em thì họ thấm đẫm điều đó và họ kêu ừ được, làm đi. Ngọc Phước thì đã từng ngồi đây rồi. Ngọc Phước đã trò chuyện với khán giả của Oscar tháng 9 hàng cuối tuần về cuộc đời của mình, cái cách đi vô nghề của mình vân vân. Rất là thú vị. Và lúc đó thì anh có dự đoán là Ngọc Phước sẽ trở thành một trong những cái nhân vật gọi là khuynh đảo các cái tác phẩm ngoài rạp. Và đúng là ngay sau đó thì rất là nhiều, thậm chí là tới phim của mình. Là mọi người có cảm giác là nó nhiều quá rồi. Tức là xuất hiện nó quá nhiều. Và nếu anh được nói với Phước, anh nói là Phước nên dừng lại một chút. Để trui rèn, hoặc là chỉ đơn giản là chỉ để nghỉ ngơi. Em cũng nghĩ vậy. Phước có một cái điều mà chưa khai thác, thì nếu mà em đang xem chương trình này thì anh cũng sẵn nói luôn là em có một cái vốn sống. Tại vì nếu mà mọi người đã từng anh Tùng đã từng mời Phước tới đây thì Phước mà có kể thì cái cuộc sống của Phước nó như phim vậy. Và Phước có một cái thứ mà không phải diễn viên nào cũng có được, đó là cái trải nghiệm. Và cái trải nghiệm đó nó sẽ đưa
cái cô gái đó đi xa nữa nếu như cô gái đó biết khai thác. Hiện tại là cô đó không có cái người để hướng dẫn cho cô cái cách khai thác cái trải nghiệm đó thôi. Chứ còn nếu mà cô khai thác tới là cô có nhiều cái thứ để khai thác lắm. Quốc Khánh là diễn viên duy nhất sau khi rời ra khỏi rạp anh chạy đến bắt tay, bởi vì anh bất ngờ. Đó giờ anh không nghĩ Khánh vậy. Anh thấy đó giờ Khánh vui kiểu hài hài thôi. Nhưng mà khi mà bạn thể hiện cái nhân vật đó thì anh cảm thấy là đúng là rất là có chiều sâu và nó làm cho mình yêu ghét lẫn lộn luôn á. Và anh đánh giá cao nhất là chính là điểm đó. Có nghĩa là anh cũng căm ghét mạng xã hội vì điểm xấu của nó, nhưng anh cũng thấy thương những người đó. Giống như cái câu mà anh viết về bộ phim của em trên Facebook của anh, đó chính là bạn có thể trở thành một ai đó ngay trong một tích tắc. Hoặc là bị biến mất trong một cái scandal đó. Nào đó. Nhưng cái được lợi cuối cùng là ai? Anh rất là muốn các bạn trẻ đi xem chỉ để tự gặp câu hỏi đó. Em khác anh một tí xíu là em cứ giữ mà nó giữa thôi. Em có đặt ra vấn đề và em đặt ra giả thuyết nếu thì và em không có nói ra quan điểm của mình. Em không hề đặt cái cảm xúc của mình là mình yêu hay mình ghét. Nó chỉ là nếu như bạn, cái flow của bạn như vậy, bạn, tôi sẽ đặt giả thuyết bạn sẽ tới một điểm đó như vậy thôi. Ok, quay trở lại ha. Thì quý vị biết không, ở trong bộ phim này có một chi tiết Tùng rất là thích, đó chính là nó nói đến cái trào lưu mukbang. Là trào lưu mà ăn. Xin lỗi quý vị là Tùng rất không thích trào lưu này, rất không thích luôn. Vì nhiều lý do, một trong những lý do tại vì anh là người mê ăn. Anh rất là mê ăn, hồi nhỏ nhà rất nghèo. Cho tới bây giờ anh không bao giờ bỏ mứa. Cho nên khi mà anh nhìn thấy cách ăn đó anh sợ. Nếu không có bộ phim của em, không ai nói giùm anh cái điều anh thấy ghê đó hết. Cái đó là thực sự là có thể nó làm cho khán giả khó chịu, nhiều khán giả khó chịu. Nhưng mà cái hay nhất ở đây anh đó là bây giờ nè, điện ảnh nói riêng và nghệ thuật nói chung á, mình không thể đo lường được người ta sẽ nghĩ gì. Nhưng mà mình cũng không nên đo, tại vì nhiệm vụ của em là bày ra, đúng không? Bày quan điểm của mình ra, bày cái mình mong muốn ra. Còn người ta nghĩ như thế nào, đó chính là cái tấm gương phản chiếu xã hội. Cái suy nghĩ nó liên quan tới cái thế giới quan của mỗi người á. Nên lấy quan của cái việc mình đang đọc cái gì, mình đang coi cái gì, mình đang sống ở đâu, mình đang tiếp xúc với những ai, nó mỗi cái nó sẽ có cái suy nghĩ khác nhau, chứ mình cũng không thể nào mà bắt người ta suy nghĩ được. Nhưng mà ở góc độ mà ở vừa phải nhất thì em chỉ để cho bình thường ai cũng có thể thưởng thức được. Bộ phim phát trực tiếp live là bộ phim phản ánh thực trạng xã hội thực tế đương đại một cách rõ nét nhất. Có thể nói như vậy. Bởi vì là nó có đầy đủ tất cả những thứ rất thời sự. Những cái trào lưu được khen và chê như hai mặt của một bàn tay. Một mạng xã hội vui vẻ, náo nhiệt, vô tư và vô tâm. Anh thấy tất cả mọi thứ của xã hội đều đã được tập trung vào trong cái bộ phim đó. Vậy thì điều gì của bộ phim khiến em không hài lòng nhất? Cho tới bây giờ thì em cảm thấy rất hài lòng. Tại vì sau khi mà làm xong á, bất kỳ một cái gì thì em không bao giờ cảm thấy không hài lòng. Tại vì em là người biết đủ. Cái này bắt tay nè, cái này là quan điểm rất giống nhau nè. Anh không bao giờ cảm thấy hối tiếc về bất cứ điều gì. Đúng rồi. Tại vì em nghĩ là bản thân mình nếu như mà mình không hài lòng thì mình nên làm cho mình hài lòng ngay lúc đó. Chứ còn nếu mà sau khi làm xong rồi thì mọi thứ nó đã là cái thứ mình đã hài lòng rồi. Những cái gì qua rồi á thì mình đừng có níu nó lại. Những cái gì không tốt thì mình đừng có nhìn. Đây là một bộ phim rất can đảm khi đã cho đám đông tự nhìn thấy bản thân mình trong đó. Có điều như Khương Ngọc vừa nói với quý vị, đó chính là nó còn lệ thuộc bạn là ai nữa, bạn có nhìn thấy điều đó hay không nữa. Tùng ngay lập tức khi xem xong phim xong là rất là muốn mời Khương Ngọc tới để trò chuyện. Mình tới ngày hôm nay thì mới gặp được, tại vì nhiều lý do về lịch quay nữa. Hy vọng là có một cái cơ hội thật gần nào đó để những quý vị chưa xem, chúng ta xem được bộ phim này. Khen chê vẫn là vấn đề rất dễ chịu với những người làm phim giống chúng tôi. Anh nói giùm em luôn. Và anh nghĩ em nghĩ vậy. Nhưng mong quý vị nhìn được cái câu chuyện đằng sau đó. Bởi vì cái sự xây dựng cho cuộc sống của Ngọc và đồng đội trong bộ phim này là rất cao. Và anh rất đề cao cái suy nghĩ của em trong bộ phim này, cho dù đó là ý kiến chủ quan của anh. Em rất là cảm ơn cái suy nghĩ của anh. Tại vì khi mà em nhận lời chương trình này á, thì em cũng thấy là lâu lâu mình nên nói chuyện. Tại vì em cũng là cái người giống cái nhân vật trong phim á, là cái người bị sợ đám đông. Giao tiếp cũng không tốt.
Dần già thì em chỉ nói chuyện với bản thân mình thôi, nhưng mà lâu lâu thì mình nên nói chuyện, và mình nên nói chuyện với người mình muốn nói chuyện. Thì anh Tùng là một cái người mà Ngọc muốn nói chuyện, tại vì thật sự là Ngọc có một cái sở thích đặc biệt là thích khai thác tâm lý con người, thích học hỏi thế giới quan của những người xung quanh mà không cần đem mình ra trải nghiệm. Tại vì có những thứ kinh nghiệm là những cái thứ cho không mà không ai bao giờ chịu lấy, nhưng mà Ngọc là người chịu lấy, em là người thích lấy. Và kính thưa quý vị, đây chỉ mới là phần đầu tiên của chương trình. Quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Những lá thăm của ban biên tập đã xuất hiện. Và lần này với đạo diễn diễn viên Hương Ngọc, các bạn ấy cho bạn chơi nối từ. Lần lượt anh với em mở ra xong rồi cứ vậy chơi thôi. Nói qua nói lại nào thua thôi. Rồi, chị và em rút trước hả? Ừ. Từ của em sẽ là phát trực tiếp. Mời anh tiếp diễn. Diễn xuất. Xuất hiện. Hiện hữu. Hữu duyên. Thiên lý năng tư ngộ. Ngộ nghỉnh. 3, 2, 1. Thua. Rồi nè. Nó giống chơi hồi xưa mình chơi gì đó, domino á. À. Bình luận. Luận điểm. Điểm số. Số học. Học hành. Hành xác. Xác chết. Chết giấc. Dịch mơ. Mơ mộng. Mộng mị. Mị châu. Châu tinh trì. Trì trệ. Thua rồi. Dễ thua lắm. À, tới từ trệ, trệ là gì? À, đúng rồi. Tự nhiên tới từ trệ. Trệ. Ờ, nó không còn cái từ gì với trệ nữa. Ồ, đúng vậy. Con đường nãy giờ nó ngộn nghĩnh với chị trệ nè. Vạ miệng là tên một bài hát em viết cho phim. Nói đây là những từ ngữ có liên quan tới bộ phim Live của Phương Ngọc. Đó. Vạ miệng kìa. Đây là bài hát trong phim. Miệng mồm. Mồm mép. Mép gì trời. 3, 2, 1. Hết giờ. Thôi thua. 3-1 rồi, còn chơi gì nữa anh ơi? Thì cứ lỡ rồi chơi đi, cho nó hết đi. Ờ, hay quá ha. Một cái người văn hay chữ tốt như anh Tùng mà tôi có thể đưa, không, một cách vô tình là tôi có thể đưa ảnh tới ngõ cụt, thật sự là mép. Mạng xã hội. Hội chứng sợ đám đông. Đông đảo. Đảo của dân ngụ cư. Cư trú. Trú ẩn. Ẩn mình. Mình mẩy. Có mẩy có. Thì có mẩy gì? Một cái từ Phật là phổ thông nha. Trời ơi, mình không thể tin được. Cuối cùng mình đã đưa anh Tùng vô ngõ cục rồi. Thua hết. Trời ơi. Thua sạch sẽ. Ủa, không lẽ ban biên tập đã nghĩ tới cái biển cảnh này rồi hay sao ta? Bây giờ em cho anh một lựa chọn, anh muốn làm gì? Khi mà là người thua thì anh cứ tự làm anh thôi. Anh thua thì anh chuyển chương trình qua phần tiếp theo. Chứ giờ quý vị nghe Tùng hát làm gì? Tại vì Tùng nói như nè, thật ra phần này là tại vì ban biên tập nghĩ là Tùng là rất là giỏi về ngôn ngữ, cho nên kiểu gì Tùng cũng thắng và Khương Ngọc sẽ thua. Rồi Khương Ngọc sẽ hát một phần bài vạ miệng cho quý vị nghe. Đó, ý là đúng rồi. Vậy thì bây giờ sẽ là phần 3 của chương trình này. Như quý vị đã theo dõi một cái chiều dài của Slack chính hàng cuối tuần trong năm 2023 thì rất là nhiều những khách mời, những người nghệ sĩ đến đây đã mang những cái trăn trở không chỉ riêng mang của bản thân về cuộc sống cá nhân mà còn là những cái trăn trở dành cho xã hội, cho thế hệ sau, cho nhiều điều khác nữa. Thì hôm nay sẽ đến Khương Ngọc. Điều trăn trở của em tới thì hiện tại á, thì em đang cố gắng để mà loại bỏ nó mỗi ngày bằng tất cả những kiến thức em tiếp thu, là không nghĩ về chuyện ngày mai. Đó là một từ mà những cái vị thiền sư hay gọi là từ chánh niệm, là ở đây, bây giờ, ngay lúc này, và không mãi nghĩ về ngày mai. Tại vì cái tận hưởng giây phút này là giây phút tốt nhất. Tận hưởng nó có nghĩa là mình tận hưởng anh Tùng,
mình tận hưởng cái ghế êm này, mình tận hưởng cái không khí mát lạnh này, tận hưởng những cái giây phút mình có thể nói chuyện vui vẻ này, và không có phải đeo mang những trăn trở. Thì dần già nếu mà hỏi em có trăn trở hay không mà nói không thì em hơi xạo. Tại vì mình không thể so sánh được với những cái bậc thiền sư, tại vì họ là những con người khác. Em không có trăn trở gì sâu xa, em chỉ trăn trở là về gia đình của mình, về con của mình. Mỗi ngày thì mình nhìn thấy con mình nó lớn dần lên, và mỗi ngày mình sẽ cảm nhận được một cái sự thay đổi khác ở cái sinh linh từng là bé nhỏ. Và mình cứ suy nghĩ là hiện tại mình có dành đủ nhiều thời gian cho con mình chưa. Cái điều đó là cái câu duy nhất mà em sẽ phải trả lời là có hối hận hay không. Tại vì cái điều đó là có thể là có. Với những việc khác thì không, nhưng mà với con mình thì mai mốt mình sẽ tự hỏi với bản thân mình là liệu mình đã dành đủ thời gian cho con mình chưa? Liệu những cái hạt mình gieo mỗi ngày mình có tưới tẩm nó tốt chưa? Để mai mốt cái cây mọc lên thì mình cảm thấy an yên với thành quả đó. Tại vì đối với cái xã hội ở ngoài thì bây giờ em đã làm được điều đó rồi. Tức là riêng cái bộ phim Life này, cái tâm niệm làm việc của em đó là em làm việc cho một ekip vui. Nếu có một người không vui mình nên dừng lại. Và may mắn là tất cả mọi người đều vui khi mà lên set, mặc dù làm việc nó hơi vất vả. Cái đó là cái cách mà mỗi ngày em sẽ gieo những cái hạt vui vẻ đến cho mọi người. Và những cái hạt đó nó sẽ thành những cái cây vui vẻ. Họ sẽ mang những cái cây đó lại tiếp tục gieo những cái hạt vui vẻ rộng ra. Đó, ví dụ như ngày hôm nay em nghe được những lời khen của anh đi, thì từ khi bắt đầu nó, em đã nhìn nhận là em đã thành công rồi. Tại vì điều thành công trước mắt mình có thể thấy được là mình làm cho mọi người vui. Mình đã làm được những điều rất là tích cực. Và mình đã thực hiện được cái mong muốn lớn nhất của đời mình là làm một cái phim mọi người đều thấy vui. Và còn kết quả tính sau, thì kết quả nó là chuyện của ngày mai, mình không nghĩ được. Thì đó là về mặt xã hội em đã làm được rồi. Về mặt gia đình thì em luôn luôn nghĩ là mình đã thực sự làm được chưa. Và mình sẽ luôn luôn phải cố gắng để giữ cho mình lúc nào cũng phải tỉnh táo, hạn chế sai lầm. Để mình cố gắng nhất có thể để trồng được một cái cây tốt. Đó là cái điều em luôn luôn suy nghĩ. Nghe nó có vẻ hơi khó hiểu, nhưng mà Khương Ngọc nói là khó hiểu, nhưng mà tôi tin là rất nhiều khán giả hiểu, đặc biệt là những người đàn ông đang làm cha giống như Khương Ngọc, đúng không ạ? Sẽ rất là nhiều người đồng cảm được rằng là tôi có thể sẽ không lăn tăn bất cứ điều gì ở ngoài xã hội, tôi có thể sẽ không bao giờ phải ân hận những gì mình đã quyết định, nhưng tôi vẫn sẽ dành một cái tâm thế vừa sẵn sàng, vừa âu lo, vừa yêu thương, vừa trăn trở dành cho đứa con của mình. Và anh rất là yêu những người cha thương con, bởi vì anh được lớn lên trong một cái gia đình là chỉ có bố anh thôi. Cho nên anh rất trân trọng tình yêu thương của một người cha, bởi vì anh là người thấu hiểu được rằng là điều đó nó khó khăn như thế nào dành cho một người đàn ông. Đó là cái điều mà lý do tới tất cả các bậc cha mẹ đều phải trăn trở. Là một đứa trẻ khi lớn lên chỉ có cha hoặc mẹ, dễ thấy đứa trẻ đó sẽ thua thiệt những đứa trẻ khác 50%. Đúng rồi. Bước ra đời. Chính xác. Nhưng mà anh lại trở thành một người em không thấy một cái sự thua thiệt nào hết. Thì cái sự nỗ lực của anh chắc cũng phải khá nhiều, phải gấp đôi hoặc là gấp ba người khác thì anh mới đạt được những cái điều này. Giữa hai cha con anh có rất là nhiều cái gắn bó mà về những cái điều như vậy, cho nên anh rất là trân trọng những cái tình cảm gia đình. Cảm ơn Khương Ngọc đã đến đây hôm nay, một chương trình nhỏ thôi nhưng mà cực kỳ sâu sắc. Anh nghĩ vậy, ít nhất là có ý nghĩa với anh. Xin được dành phút cuối cùng của chương trình ngày hôm nay gửi tặng những lời chúc đến những người làm cha có những trăn trở giống Khương Ngọc. Hy vọng rằng tất cả chúng ta đều sẽ có giải pháp tốt nhất cho cuộc sống, để thế hệ sau của chúng ta luôn luôn tự hào về cha mẹ của chúng. Cảm ơn quý vị đã cùng theo dõi chương trình này. Xin chào và hẹn gặp lại.
giữa thanh thang cuộc đời, mỉm cười lòng bỗng vui. Tôi quên đi bao tháng ngày bon chen giữa dòng lời dài, một ngày bỗng thấy ta như trẻ lại từ như lúc mới đôi mươi. Gió vẫn hát bên tai thì thầm, bạn ơi đời đẹp lắm. Dù có lúc đôi khi cuộc đời chẳng như người ta ước mong. Quanh tôi vẫn thấy tiếng cười chen lẫn những giọt mồ hôi, nụ cười ấm áp chứa chan tình người cười lên trong đôi mắt người. Gió hát ru làn môi mềm chào một ngày đang lên. Đôi chân tôi qua bao con đường đang nghe ngập tràn yêu thương. Yêu thương cuộc sống này, yêu thương cuộc sống này, yêu trong từng phút giây, trong từng phút giây. Tôi quên đi vội vàng để nhìn cuộc đời thành thang. Nếu mà nói một cái slogan ngắn gọn nhất thì nó chính là Art of Bamboo, yeah. Tức là nghệ thuật từ cây tre. Nhưng mình nhìn ngắm một tòa nhà nó đã rất mệt rồi. Phú hồ là mình thu gọn cái tòa nhà nó vào trong lòng một bàn tay thì nó còn kinh khủng hơn. Cái cơ duyên là bảo tàng Ripley, Believe It or Not của Mỹ họ mới phát hiện ra và họ tới ngay. Và ngay sau khi mà họ thấy thì họ đã wow và họ đặt hàng luôn. Thôi bây giờ làm nguyên một cái tòa nhà đó cho họ đi. Để họ mua và họ sẽ trưng bày ở trong cái hệ thống của họ. Nghe anh kể mà em cũng cảm thấy tự hào lây. Bởi vì người Việt Nam chúng ta coi nhỏ bé vậy thôi, chứ để lại rất là nhiều dấu ấn đặc biệt trên thế giới.